Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô ba anh chị, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là đi xuống nhà của em Quân. Vừa rồi thì cháu Lực nói chuyện với bà thì nghe được một tin là em Quân đi làm thuê, là vẫn đến hôm qua, đến hôm nay thì chưa thấy về cô bác ạ. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng hỏi bà là bảo là đi làm gì thì bà bảo là đi cái ruộng thuê cho người ta tận ở dưới kia. Thế bây giờ thì đi vào xong mà một tí nữa xem tình hình như thế nào, cháu Lực sẽ xuống tận nơi xem là em ấy đi xuống ấy làm như thế nào mà hai hôm chưa thấy về cô bác ạ. Đây, con đường này thì em Quân cũng một mình là tự đào trên kia xuống cô bác ạ. Đào xuống nhưng mà rất là dốc, là không có lấy xe máy được đi xuống đâu. Thì mua mà ra hả? Này Hiếu, con kính chào. Con kính chào quý ông bà. Cô ông bà. Cô chú. Cô chú. Con tên là? Con tên là Hiếu. Hiếu. Rồi. Bà thì có vẻ như là một dáng người phải nói là cực kỳ mà gầy còn các bác. Bà thì độ bà thì năm nay cũng được gần là 70 rồi. Nhưng mà do là người ta nói là lao động nhiều cho nên là già trước tuổi một chút. Hôm nọ thì cũng được là bà bé bà có mua cho em Quân là một con lợn. Hiện tại thì vẫn còn thêm một con nữa cô bác ạ. Bà bảo là cháu Lực mua là hai con. Bà gửi cho Lực là 3 triệu để mua cho hai con đấy. Nhưng mà bây giờ thì mua không đủ hai con thì bà sẽ bảo là gửi sau. Lúc nào mà có thì cháu Lực sẽ lại tiếp tục là đi mua thêm cô bác ạ. Thưa cô bác ạ, bây giờ thì bà bé với lại bác Thảo Đố là mua lợn với lại mua dê cho. Đây thì bây giờ thời tiết cũng nắng ấm rồi. Đấy, bà thì với ông ở nhà là vẫn còn gọi là chưa hẳn là yếu mấy, cho nên là cháu Lực sẽ đi mua thêm là cho gia đình của Quân những con vật nuôi để mà làm sao mà nuôi để một thời gian thì nó sẽ phát triển cái phần kinh tế của mình đi. Đấy, bây giờ thì bò thì cũng có thêm là một con rồi đấy, nhưng mà con mẹ thì vẫn tiếp tục nuôi, là bao giờ nó có thêm một con nữa thì mới đem đi giả cho người ta thì mình được một con. Bò của bé Hiếu đâu hả? Hiếu ơi, bò đâu? Con bò của bé Hiếu đâu? Thì mua mà nè. Mua ế ra? Mua ế ra? À, thế này ra. Nói bằng tiếng phổ thông thì không biết nghe mấy cô bác, nhưng mà nói bằng tiếng Nung bảo là bò ở đâu thì là ở đây. Cho thì mua mà chả? Chào. Chào ra. Mua tay đây bố. Tay này thì mua vào đây à? Đây. Đây á? Vừa hỏi là có phải bò của Hiếu không thì bảo là phải. Hỏi có chăn được không thì bảo là chăn được. Bây, học sĩ khá đây. Đấy. Tự rửa chân. Hỏi học thầy phò. Hỏi học thầy ạ. Đây, bảo là bà rửa chân cho nhưng mà không chịu, là tự rửa đấy. Sắn quần áo cao lên. Đấy. Bà Hiếu là ngày mai là cũng đi học rồi đấy cô bác ạ. Cùng với thầy phò. Ông thì có vẻ như là ốm yếu hơn bà rất là nhiều cô bác ạ. Quân thì khi mà các bác mua gửi quần áo cho ấy thì cũng em ấy cũng biết là mặc giặt rú rất là gọn gàng, hay phơi lên móc thì cũng được các bác là gửi cho hết. Đấy, chuồng dê thì cũng đã làm, gọi là chuồng dê này thì không có làm mà tỉ mỉ đâu các bác, làm gọi là sơ sài một chút thôi. Lúc nào mà có dê vào thì cháu Lực sẽ cùng em Quân là làm theo cho nó kín đáo hơn. Quân đây tê nó lấy thằng bay ra phòng. Vừa rồi thì cháu Lực cũng hỏi là bà một chút thông tin là em Quân là đi làm thuê cho người ta, cô bác bảo là đi làm thuê máy cày để máy nữa mà mình lấy máy cày về để mà làm ruộng nhà em. Bà Hiếu thì vẫn còn tập trung rửa chân. Đấy, tớ à,
Tớ mẹ bố con lắm ạ. Đây hả phía dân đây. Bố chí nào phò làm với tớ á. Nga ít thật bè đảo mới với nút 2 bây. Bây này nút 2 bây. Đấy mà. Đấy, bây giờ thì cho lực xe đi xuống dưới là xem quân là làm như thế nào các bác ạ. Vừa rồi thì hỏi bà là bà có chỉ cho. Thì đi xuống đấy thì cho lực xe tiếp tục là hỏi thêm. Hồi hôm nọ thì em Quân cũng tự đào ở cái chỗ này là một chút này các bác này. Ở đây thì đào chắc là cũng chỉ là đào cho nó đi qua, cho nó phẳng phẳng một chút thôi. Nhưng mà cũng rất là sốc các bác ạ. Ở đây thì nếu mà mình vác cái gì thì không dám xuống đâu. Tại vì đất này rất là trơn. Rồi bây giờ thì cho được xe đi xuống dưới này. Gặp với Quân thì cho được xe ghi hình sâu các bác nhé. Rồi vừa rồi thì cho được cũng di chuyển từ trên nhà của em Quân xuống, thì tại là cho lực đá ra đến chỗ mà Quân đang làm rồi cô bác ạ. Cho nhìn thấy từ xa thì thấy một cái bóng dáng rất là nhỏ nhỏ đang cầm cái xà beng để mà cuốc đất hay sao cô bác ạ, chứ không phải là đi cày. Đấy bây giờ thì cho lực sẽ đi vào và xem em Quân này em ấy ra đây làm được mấy ngày rồi cô bác. Đấy, bây giờ thì đến mùa mà bà con chuẩn bị làm ruộng cho nên là ở nhà thì Quân chỉ có đi đi làm thuê về đi làm thuê về cái phần ruộng nương thôi. Đấy, Quân ấy đang ở tít đầu bên kia. Đấy, em chào anh nhá. Quân là đang ở nhà anh à? Vâng. Quân ra đây được mấy ngày rồi anh? 3 ngày rồi. 3 ngày à? Vâng. Ruộng đây là ruộng của nhà anh à? Vâng. Chỗ này thì anh làm lại cái ruộng mới hay như nào chỗ này anh? Cái này làm lại. Làm lại à? Đắp liền chứ là nó lở. Vâng. Thì em ra chỗ Quân một tí anh nhá. Mưa to. Vâng. Em ra chỗ Quân một tí nhá. Vâng. Cái Quân này đang cầm một cái xà beng để mà cuốc đất rồi cô bác. Vừa rồi thì nghe anh kể là đắp lại cái bờ ruộng một chút. Ôi, chào Thanh Nhiên nhá. Chào anh. À, Quân thì ra tận đây à? À. Mò mái thì mới ra đến chỗ của em Quân các bác ạ. Chào Quân, xin mến chào tất cả quý ông bà và chú anh chị ạ. Mày không phải là đi cày à? Không ạ. Vừa rồi bà kể bà là đi cày, ô đây có cả khoai lang này. Vâng. Đây này. Nhưng mà thối hết rồi. Ra đây được mấy ngày rồi Quân? Em ra được 3-4 ngày rồi. Ra được 3-4 ngày rồi. Là tối là có đi về không? Tôi có. Có à? Đó, vì thái cỏ xong mới xuống. Về thái cỏ xong mới xuống? Đó. Thế làm được 3-4 ngày thì chú trả cho bao nhiêu tiền một ngày? Không ạ, em ra đây giúp bác, giúp chú là chú cho mấy cây đi cày. À là cho mượn mấy cây. À ra đây giúp chú là đến lúc mà mình mượn cái máy cày đi đúng không? Đó. Mượn cái máy cày để đi cày ruộng nhà mình đúng không? Giúp được tầm độ, giúp độ tầm bao nhiêu ngày thì mình chú mới cho mượn? Tùy theo mình thôi ạ. Tùy theo mình à? Mình chỉ giúp bao nhiêu lần cũng được. À là mình giúp bao nhiêu ngày thì chú cho mượn máy cày bao nhiêu ngày đúng không? Nhưng mà nếu mà mượn về thì hỏng hóc như thế nào thì lấy tiền ra mà sửa? Không ạ, đây cùng chú làm thì hỏng chú cũng không cho đền được. Hỏng chú không cho đền á? À, thế có vẻ là chú cũng biết hoàn cảnh của Quân và rất là thương cô bác ạ. Mất tiền lắm ạ. Mất tiền lắm. Thế là Quân là hôm nay là ngày thứ tư rồi à? Đó. Đợt hôm trước thì anh ra một lần thì không có gặp Quân ở nhà, là chỉ có gặp bà thôi. Cũng là bảo đi làm nhưng mà không biết là đi làm cái việc gì ấy. Thôi vừa rồi thì ạ. Đi lấy công trồng ngô ạ. Đi lấy công trồng ngô á? Vâng. Thế là mấy nữa đến nhà mình trồng thì mình lại có người ra hộ đúng không? Vâng. Là mình đi đổi công với nhau đúng không? Không được là mình không làm được đâu. Đấy, Quân thì mặc dù là tuổi vẫn còn khá là ít tuổi đâu cô bác ạ. Năm nay mới có hơn 15 một chút thôi. Đấy, nhưng mà em cũng biết là suy nghĩ rất là rộng và suy nghĩ rất là xa. Ở đây thì nếu mà các bạn ở dưới xuôi tầm năm nay 15 tuổi là đang tuổi ăn tuổi học
nhưng mà còn các bạn ở trên miền núi và đặc biệt là những bạn mà có hoàn cảnh khó khăn ấy, thì là phải tạm gác cái việc học của mình, là phải đi kiếm, đi ra ngoài để mà trang trải cái cuộc sống rồi. Cũng nhìn vào cái dáng người của Quân thì thực sự ra có rất là nhiều những cái bình luận ở trên kênh nói rằng là khi mà được các bác giúp đỡ về cái phần khoản ngân hàng rồi, nhưng mà thấy em Quân là trên nét mặt vẫn còn khá là buồn. Ở đây thì do là thứ nhất là năm vừa qua thì có một cái sự việc nó xảy ra phải nói là cực kỳ mà khá là đáng buồn cho em Quân. Có thể là cái câu chuyện đấy dẫn cho em Quân là đến cái mức độ mà trầm cảm hết cả da đấy cô bác ạ. Nhưng mà sau đó thì khi mà cháu Lực cũng có duyên với lại em Quân được lên và chia sẻ hoàn cảnh của em Quân lên, thì cũng được rất là nhiều cô bác, anh chị mạnh thường quân cũng thương yêu Quân và gửi rất là nhiều những phần quà và những cái tấm lòng vàng tới cho em Quân để làm sao mà giúp cho em Quân là một cái phần nào đấy. Cái khoai này thì tối lấy về à? Yeah, lấy về cho lợn á? Khoai này thì ăn được chứ? Khoai này chắc là trồng từ khá là lâu rồi. Thế là buổi sáng là Quân là ra sớm à? Tầm mấy giờ thì ra buổi sáng ấy? Sáng là thấy cỏ hết là cũng có tầm 9 giờ xong mới xuống. 9 giờ xong mới xuống? À, thế là chứ không phải là mình đi làm thuê để lấy tiền đâu đúng không? Chứ không, mấy hôm nay ấy? Bà đi ở nhà là bà có biết không? Có. Có à? Bà là cũng biết là mình ra đây làm hộ phụ chú để mà mình mượn máy cày đi đúng không? Nhưng mà em còn nhỏ như này thì có cầm được cái máy cày không mà mượn máy cày đi? Có. Hay là chú cũng ra hộ? Chú cũng ra hộ, nếu mà chú làm xong chú ra hộ. Còn lúc nào chú không làm được một mình em cày cũng được. Nhưng mà phải làm hết, phải cày hết của nhà chú xong mới đến nhà em đúng không? Đó, nhà chú còn mỗi thửa này thôi. À, là còn mỗi thửa này thôi là xong rồi đúng không? Thế là hôm qua là Quân là ra 2-3 ngày cô bác này để mà cày, giúp chú là cày xong là mượn cái máy cày đi cày. Nhưng mà mỗi năm nay hay là mỗi năm nữa? Mỗi năm nay đúng không? Mấy năm trước thì có làm thế không? Năm trước là bố còn sống là bố gửi tiền về thuê thôi ạ. Năm trước là bố còn là bố gửi tiền về thuê đúng không? Đấy, thế là năm nay thì mới bản thân của mình mới lo thêm nhiều thứ hơn đúng không? Đây có quả to này, đây này. Khoai khá là to này các bác này. Khoai thì chắc là mang đi nướng hay là mang đi luộc thì ăn chắc cũng rất là ngon. Tầm mấy giờ thì nghỉ về? Tầm 5-6 giờ. 5-6 giờ à? Thế là buổi sáng em ra đây là đi bộ xa à? Vâng, em đi bộ ra thôi ạ. Ồ, thế đi bộ ra thì đi được có đường tắt không hay là mình phải đi đường theo đường xe máy? Đi đường tắt. Vâng. Tối là chú ngủ đây. Không, em ngủ đây thì không có ai ở nhà thái cỏ cho em phải về nhà. Mới được đi bộ xuống. Đây Quân thì mặc dù là ông với bà là đều ở nhà cả thôi, nhưng mà Quân cũng suy nghĩ được rằng là cái sức khỏe của ông với bà của mình thì nó cũng gọi là để mà khỏe quá đấy cô bác, thì cũng không đến nỗi mà khỏe. Nhỏ. Tôi lắng nghe ăn ngọt không à? Nghe ngọt. Cái thanh niên này thì năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Đây là anh. 20 ạ. Anh nhà bác này đúng không? Vâng ạ. Hai mươi tuổi thì năm nay là có gia đình rồi đúng không? Có rồi. Đấy, thưa cô bác, năm nay thì có vẻ như là em Quân là phải gánh vác nhiều hơn cô bác ạ. Theo như những cái lời kể của em Quân và khoảng thời gian mà cháu Lực lên tiếp xúc với Quân thì
mọi năm trước thì bố Quân là đi làm, còn là lấy được tiền về nhà để mà thuê người ta cày thì đỡ vất vả hơn một chút. Hay nhưng mà ngược lại thì năm nay thì cho Lực xin được phép nhắc lại cái chuyện buồn là một chút cô bác nhé. Hay như là năm nay thì bố Quân thì không còn nữa rồi, cho nên là tất cả những cái phần ruộng nương vẫn không thể mà bỏ được. Nếu mà bỏ thì cả nhà là chỉ có gọi là đói thêm cô bác ạ. Như Quân thì liệu rằng là năm nay liệu có đủ ăn không? Không ạ. Năm nay liệu không đủ ăn à? Vâng ạ. Thế nhưng mà năm nay nếu mà không đủ ăn thì em làm nào? Chắc là em phải làm thuê ở gần nhà thôi. Làm thuê ở gần nhà? Vâng ạ. Em có dám đi xa không? Không ạ, không ạ. Nhưng mà tại sao em lại không dám đi xa? Em thử nói cái điều đấy cho các bác cùng biết được không? Có, nếu mà em đi xa thì sợ ông bà bị bệnh lại, em lại phải về thêm mấy ngày nữa lại không kịp ạ. Nhưng mà... nên là phải gần nhà thôi ạ. Thế ở nhà không có điện thoại để mà gọi nữa cho em đâu không? Vâng ạ. Thế thì vừa rồi đi thì điện thoại là không cầm theo à? Anh điện thì không thấy nghe máy? Không, em không cầm được. Không cầm theo à? Nhưng mà em điện thoại đấy là dùng cái điện thoại mà dùng để liên lạc mình, thì tại sao em lại không có cầm theo điện thoại? Em sợ là về đây là rơi hoặc vớ màn hình thì không có tiền để thấy. Sợ hỏng à. Đấy, chứng tỏ là thưa cô bác ạ, mặc dù là cái điện thoại được bác xin đi lê, bác ấy mua cho ấy, để mà cũng là một cái phương tiện để mà liên lạc thôi. Nhưng mà em ấy không hề là đi đâu là không hề dám cầm theo điện thoại, sợ rằng là bị rơi hay là bị như thế nào đó, lại không có tiền để mà thay, không có tiền để mà mua cái mới. Em phải nói là em rất trân trọng những cái món đồ mà các bác gửi cho. Em có thể cảm thấy là năm nay mình áp lực hơn không? Em có. Có à? Em cũng đỡ hơn một phần. Được anh với tất cả ông bà hộ em nộp ngân hàng, em cũng đỡ hơn rất nhiều. Cái khoản là... nếu mà em nợ ngân hàng thì chắc là em đến lớn em cũng không đủ tiền đi giả. Chỉ sợ rằng là đến năm em đủ 18 tuổi, khi mà đến lúc đấy người ta về tịch thu ruộng đất thì không có ruộng đất để mà làm nữa. Và thưa cô bác ạ, về cái phần khoản ngân hàng ấy, khi mà cháu Lực đến hộ em Quân thanh toán ấy và giả đấy thì người ta cũng không bớt cho 1.000 một đồng nào cả. Số phận của các em như vậy thì người ta cũng chỉ gọi là giúp đỡ cho gia đình là không nộp cái phần khoản, nhưng mà đến cộng dồn lại cái phần lái đấy để mà đến năm 18 tuổi thì sẽ chuyển nhượng lại cho em Quân, và bắt buộc là cho em Quân là phải giả, nếu mà không giả thì là tịch thu cái phần ruộng đất. Hôm nay thì anh xuống đây thì cũng có đem theo một cái tin nữa là bác Thảo Đỗ có tiếp tục là gửi cho em thêm là 10 triệu nữa vào tiền quỹ để làm nhà. Đấy, mong sao là các bác yêu quý em và trợ duyên đến giúp đỡ em thêm một chút nữa. Thì đến lúc đấy khi mà làm hết phần ruộng nương rồi thì mình sẽ tiến hành vào, lúc đấy thì mình tiến hành vào làm sau. Đấy. Ở đây thì khi mà cháu Lực nhận được mấy khoản nào đó thì cháu Lực sẽ đi xuống và báo tin đó cho em Quân để mà em Quân cùng biết. Đấy. Những cái niềm vui đó thì khi mà em nghe được những lần mà anh thông báo thì em có cảm thấy thế nào? Ôi, khi mà anh thông báo những cái tin vui đó cho em thì cảm giác là em như thế nào? Em là rất vui mừng ạ. Em chỉ biết cảm ơn tới tất cả các ông bà thôi. Em cũng không biết nói gì nhiều ạ. Quân thì cũng chỉ học đến lớp 5 thôi. Em ấy tạm ngừng cái việc học hành của mình rồi. Và ở nhà thì là gọi là đi phụ giúp bố ở nhà, là chăm ông bà, cũng như là lấy cỏ này, đi lấy củi này, tất cả những công việc đó. Nhưng mà đến thời gian vừa qua ấy, đến năm vừa rồi ấy, thì không may là khi mà bố và Quân ấy thì mắc bệnh vào cái căn bệnh hiểm nghèo đấy. Nhưng mà bố Quân cũng không có bao giờ mà bộc lộ ra nói cho Quân để nghe cả.
Đấy, khi mà sự việc nó đi vào quá xa rồi, không có thể mà cứu chữa được rồi, thì đến lúc đấy thì em Quân mới biết được rằng là cái sự việc đó. Ở bên kia có thêm một quả này, nhặt hết ra đi, nhặt hết ra cho chú đi. Đây, ở đây thì cháu được nhìn thấy là hình như là thời tiết thời gian vừa rồi ấy, lạnh quá, cho nên là các chú ở trên này là khi mà gieo mạ xuống đấy còn phải là dùng cái tấm ni lông này để mà che lại cho nó bớt lạnh đi, chứ không là mạ là nó không có mọc lên được. Thế là một tí nữa nếu mà về thì anh đợi Quân là cùng về luôn nhá. Đấy, hai anh em là sẽ cùng về với nhau luôn. Nếu mà đi bộ thì từ đây về nhà thì mất được tầm một tiếng không? Có. Tầm một tiếng à? Vâng. Đấy, Quân thì ra giúp đỡ, chú thì rất là nhiệt tình và chú thì cũng có cảm nhận được điều đấy, cho nên là cũng giúp sức và giúp sức cho Quân khá là nhiều. Cũng cho Quân là mượn là máy cày này, đủ thứ. Thưa cô bác, là chú này cũng là một người chú mà gần nhà em Quân, thì cũng thấy em Quân là có cái số phận như vậy cô bác. Đấy, bây giờ thì cháu sẽ hỏi chú em chút xem là chú thì có phải là chứng kiến những cái cuộc sống em Quân từ nhỏ không? Như chú thì có phải là chú mà chứng kiến cái hoàn cảnh của em Quân là từ nhỏ không chú? Có à? Thế chú thì cháu cũng chỉ nghe là thứ nhất là bà Quân nói, và thứ hai thì cũng được là hàng xóm với anh trưởng thôn nói rằng là hồi nhỏ ấy, thì Quân là một cái người mà khoảng lớn lên từ bằng sữa ông thọ đúng không? Đúng rồi. Lên từ thế thì nó ông Quân thì nó ở nhà không có việc làm thì nó về Hồ Bắc làm một tí một hai ngày thì chú cho mấy cây cho Quân làm ruộng. Làm cho ruộng nhà Quân đúng không? Vâng. Thế thì chú năm nay chú cũng biết là bò của Quân đẻ thì thành ra là không có cày ruộng được. Vâng. Đấy, để mà lấy tiền để mà đi thuê người ta làm thì chắc là cũng rất là cao đúng không? Đúng rồi. Đây là này con à. Thuê liệu thuê nếu mà như ruộng nhà Quân ấy thuê thì mất độ tầm mấy triệu thì nó mới tầm 5 triệu. Tầm 5 triệu thì mới được. Vâng. Rồi. 5 triệu được một vụ. 5 triệu được một vụ nhưng mà để mà bỏ số tiền là 5 triệu thì chắc là để mà thu lại được thì chắc là không đến được đúng không? Đúng rồi. Thu lại được khoảng 3 triệu. Thu lại được khoảng 3 triệu, đấy là 3. Nếu không làm thì ông ở nông thôn không làm thì không có việc làm thì vẫn làm thôi. Nếu có việc làm thì không được bó đâu. Thế chú thì chú hay đi ra ngoài là làm những công việc gì chú? Chú đi phụ xây thôi. Đi phụ xây à? Vâng. Nhưng mà chú làm ở xung quanh làng hay là chú đi có đi xa nữa không? Đi xa, đi Hà Nội vừa mới sắp đến tiết 27-28 mới liên, vừa mới liên. Đến nhà thì mấy hôm nay thì nó dành thì nó tranh thủ làm trong nhà một tí. Thế như Quân có bao giờ hỏi chú bảo cho đi làm cùng đi không? Có, nhưng mà thì vẫn cho đi. Thì nó bảo nó đi thì nó chú bảo nhỏ thôi, nhỏ đi làm không được đâu. Nó đi làm trên cao thì không đi được làm được đâu. Nó ở nhà nó có ông già này, có nó em nữa, không có người cho thì không đi được. Đúng rồi. Như trước thì cũng có mấy lần thì Quân có nói với lại cháu thì nói rằng là bảo là muốn đi xa để làm ấy. Đi xa thì thực sự ra là cái tiền người ta trả cho cũng rất là cao. Nhưng mà ngược lại vào đấy thì khi mà Quân thì là một con người mà hiền lành ấy, sợ rằng là đi thì bị gạt thôi. Và ở nông thôn, ở chỗ khu trên mình chẳng hạn, có mấy lần mà Quân đi làm thì còn bị người ta là biết là Quân có hoàn cảnh như vậy, không có ai để mà bao bọc, để mà che chở đấy, thì cũng nhiều lần là gạt Quân rồi. Và cháu cũng nghe được những cái điều đấy thì Quân thì nói là bây giờ cũng chỉ là làm xung quanh ở nhà thôi. Và có ai thuê việc gì thì Quân làm đấy. Đúng rồi. Thế thì cháu cũng phải nói là đi vào quỷ bán, chặt quỷ về bán, vâng. Để vay chuộc. Vâng, cháu thì cũng trong khoảng thời gian này vừa rồi thì cháu lên chia sẻ Quân ấy. Chia sẻ về Quân thì cũng gặp chú thì chắc là gặp 1-2 lần rồi. Vâng. Gặp chú thì gặp 1-2 lần rồi thì cháu cũng thay mặt là Quân với lại gia đình của Quân là gửi một lời cảm ơn tới chú. Chú hỗ trợ cho Quân và tạo điều kiện cho Quân rất là nhiều.
Em Quân thì mặc dù là tuổi vẫn còn khá là nhỏ đó cô bác, nhưng mà em ấy đã điều khiển được một cái máy cày như vậy. Cái máy cày như này thì phải nói là cũng là một cái máy cày để giúp cho bà con có một phải nói là một cái cố máy để phải làm ruộng thì nó cũng rất là nhanh. Nhưng mà ngược lại đó thì cũng rất là mang cho mình một cái nguy hiểm khá là lớn. Thế Quân là mấy nữa mượn là sẽ mượn cái máy này đi làm đúng không? Vâng ạ. Yeah. Nhưng mà độ cái ruộng nhà mình thì liệu mà làm độ tầm mấy hôm thì xong cái máy cày này? Chắc tầm một buổi một ngày. Một ngày mới xong. Vâng. Thế là mấy nữa có cả ông anh này ra hộ đúng không? Vâng ạ. Vâng. Vậy theo như em Quân kể thì mọi năm thì bố đi làm gửi tiền về thì mình không còn phải lo mà cái việc mà đi làm ruộng như này. Nhưng mà còn đến năm nay thì là em Quân sẽ đang phải là lo lắng nhiều hơn. Vì nếu mà ruộng mình bỏ đấy thì sẽ không có năm sau sẽ không có thóc để mà ăn, không có gạo để mà ăn đấy cô bác. Thế là tối nay về thì ăn cơm ở nhà mình hay là lại đi nhà chú để ăn cơm? Lên nhà chú để ăn cơm à? Vâng. Và mình đi hộ chú là ăn ở nhà chú luôn đúng không? Nhưng mà còn như mình đi làm thuê thì nếu mà người gia đình nào mà giả cao thì mình sẽ không ăn cơm được ăn cơm đúng không? Vâng. Còn nếu mà gia đình nào mà giả thấp thì là mình sẽ như là có cơm luôn đúng không? Vâng. Tôi mà mình cho tôi thay ba em rú thay rồi mấy cây à mới được thay nó mới nổ phải nổ mới lấy được cái này à em mới nhăng làm đắt một cứ anh nhớ cả cái máy cây đi á vâng ạ có bao bì rất là chiêu á bà lùm cặp cái này nổ ra mới nặng chiêu quá.
bố giúp đỡ cho bà con trong cái công việc mà làm ruộng với làm đồng khá là nhanh gọn, nhưng mà một khi mà nếu mà mình không cẩn thận xuân xảy một cái là gặp những cái tai nạn thì có thể khiến cho mình là phải hối hận cả cuộc đời luôn, là coi như là mất tất cả cái tương lai của mình. Ở đây thì nếu mà có ba anh chị nào có theo dõi được là nếu lúc phim mà anh chị thời điểm đang về thì anh ấy hạ cái chân lên bác thì cũng ảnh hưởng bởi vì những cái máy cố máy cày như thế này. Phải đến lúc mà máy cày mà cưa phải đôi chân đôi tay của mình đi thì vợ cũng bỏ đi. Dù là biết là nó khá là nguy hiểm mà, nhưng mà mình vẫn còn phải là tận dụng cái sức cái máy cày của nó để mà mình làm. Thế bây giờ như em Quân, nếu mà không có làm được các bác thì sẽ còn không có cái gì để mà ăn luôn. Nó phải ra hộ nhà chú độ tầm 4-5 hôm thì mới được mượn cái máy cày đi. Thầy chú cũng thấy Quân cũng nói rằng là khi mà mượn máy cày đi ấy, thì nếu mà bảo là hỏng ấy thì là chú cũng không có bắt đền cho là bao nhiêu cả, tại vì là Quân cũng bỏ ra cái công sức mà ra hộ khá là lâu ngày, khá là dài ngày. Khi nếu mà nỗ lực không có làm cái ngành nghề mà ngành nghề YouTube của các bác này thì nỗ lực cũng không có gọi là khắc các em bao nhiêu cả. Ở nhà nỗ lực thì cũng có ruộng, cũng có nương để mà làm. Có mệt không? Có. Hả? Có. Mệt à? Vâng. Thế mệt nhưng mà anh em mình mệt nhưng mà vẫn phải làm gì? Vâng, phải đi giúp bác ạ. Và phải đi giúp à? Vâng. Vẫn phải cố gắng đúng không? Vâng. Thế là bây giờ lại lên trên đấy à? Vâng. Đến độ tầm mấy giờ thì em mới đi về nhà? Chắc cũng tầm 6 giờ. Tầm 6 giờ à? 6 giờ tối à? Vâng. Trời này thì 6 giờ thì mới muộn nhỉ? Vâng. Thế ra đây là được hôm nay là hôm thứ ba rồi à? Vâng. Vừa rồi thì anh cũng đi xuống nhà nhưng mà không có gặp em ở nhà. Và hôm nọ không thế, khi mà nghe mà bà nói rằng là em đi hậu người ta đến 4-5 ngày còn chưa thấy về ấy. Vâng. Nhưng mà sau khi mà anh điện cho em ấy thì là buổi tối là mà em vẫn về. Vâng. Đấy, có thể là bà già rồi nhưng mà bà hay quên một chút. Vâng. Quân thì phải nói là thực sự của bác ạ. Ở đây thì là những cái thước phim về cái cuộc sống mà hàng ngày của Quân có như nào thì cháu Lực ghi hình lên như vậy cả. Chứ những cái thước phim mà cháu Lực đăng tải lên thì có một số các bác nói rằng là thước phim mà cháu Lực bảo các em làm như vậy hay là diễn cho các em diễn như vậy, thực sự ra khi mà các bác nói được trên những cái bình luận
khi mà cháu Đức đọc được thì cháu Đức cũng rất là buồn cho cái bản thân của mình, rất là buồn khi mà mình đã cố gắng làm sao mà những cái sự việc đó xảy ra đều là những cái công việc mà các em hàng ngày là tái hiện lại để cháu Đức xuống và ghi hình lại, chứ cháu Đức cũng không có gọi là thời gian dành ra để mà nguyên một ngày đi theo các em và đi ghi hình lại những cái cuộc sống của các em như thế nào, thì cháu Lực không có gọi là để mà dành những cái thời gian đó của bác ạ. Tại ở đây thì khi mà cháu Lực bước vào cái đường này và cái nghề này thì cũng có rất là nhiều những cái bình luận tiêu cực và cũng rất là nhiều những cái bình luận mà tích cực, những cái bình luận mà khi mà các bác tích cực mà nói cháu Lực bình luận ở trên kênh thì phải nói là một cái động lực mà rất là lớn với cháu Lực. Còn là những cái bình luận tiêu cực đó thì cũng giúp cho bản thân cháu Lực là một cái bài học rất là lớn để mà làm sao mà cháu Lực rút kinh nghiệm và học hỏi thêm để không phải là mắc cái sai lầm đó. Hay hôm nay thì xuống đây thì cũng nhìn nhận ra là chú gần hàng xóm của em Quân thì cũng rất là tốt khi mà cho mượn cái máy cày đủ thứ. Đấy, mượn này thì khi mà mình đem về thì hỏng thì không có để mà mình phải mất tiền ra sửa đúng không? Là chú sẽ tự sửa đúng không? Đấy, chắc là chú cũng một phần là thương em Quân và một phần là máy cày thì chắc là sửa là không có là bao nhiêu cả. Đấy, thế còn bây giờ thì Quân lại tiếp tục là đi hộ chú rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được ghi hình tới đây thôi cô bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Chào Quân, chào đặc biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.